Thanh phong minh nguyệt, mũi đau liếm máu, đây là một cái chân thật lại hư ảo giang hồ thế giới. Chương 1 một. một kiếm đứt cổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chuyện cũ trước kia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thế kỷ chi chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Nam mang xâm lấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Gặp chuyện bất bình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Huyết tẩy biên thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Huyết chiến chiến trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chốn cũ gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thiên hạ đại thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Kế thừa tuyệt học Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.